Bài tập tiếp theo sẽ là ma trận phím kết hợp với bốn lớp khởi đoạn. Đầu tiên là khai báo hai cái thư viện, đó là thư viện ship 1 và cái thư viện ship K4x4.38. Khai báo biến MB, tức là mã phím, bằng không biết dấu phép, kiểu số nguyên 8 bit, mã một khai báo một cái bảng mã là không biết df, không biết, có bốn bốn phần tử kiểu số nguyên 8 bit, một cái biến y kiểu có dấu số nguyên 8 bit. Cho nên thì đầu tiên là ta sẽ gọi cái truyền hình con là set bột b sẽ chốt set trước cái bột b và xuất ra bốn lớp giai đoạn các cái mã 0, mã 1, mã 2, mã 3, tức là ba cái dấu, bốn cái dấu gạch ngang cho bốn lớp giai đoạn đó. Trong cái quay thì đầu tiên sẽ gắn cái mã phím á, bằng với truyền hình con là K4x4 cao và delay 50 mili giây. Kiểm tra nếu mà có nhấn phím á, tức là cái mã phím này nó khác không với dấu phép này, sẽ cho cái biến y chạy từ 0 đến 3, 0 đến bán 3, và mỗi lần vậy thì tăng y lên 1. Và mặt cái vị trí ban đầu á, sẽ được thay thế, cứ mỗi lần nhấn phím á, thì cái số trước đó sẽ dịch sang trái một đơn vị. Và cái mã phím thứ ba, cái ở led thứ ba nó sẽ gắn bằng mã bấy đoạn của cái mã phím và xuất ra các cái số mà bấm cứ liên tục vậy, cứ mỗi lần nhấn phím thì cái số số cũ á, nó sẽ dịch sang trái một đơn vị, dịch sang trái một led, và cái số mới á, nó sẽ thế vào cái vị trí cũ đó. Tiếp theo là kết quả mô phỏng. Ở đây thì cái ma trận phím nó không gắn được, nên là ban đầu chỉ hiển thị cái bốn cái dấu gạch ngang. Đó, bốn cái dấu gạch ngang này thì nếu mà nhấn á, cứ mỗi lần nhấn số 0 á, thì nó ví dụ ban đầu nhấn số 4 thì số 4 nó sẽ ở cái led đầu tiên này, tiếp tục mình nhấn số 9 thì cái số 4 nó sẽ dịch sang led thứ hai, và cái led thứ một mình sẽ hiện số 9. Nhấn số 6 thì nó cũng vậy, tiếp theo vậy.